hàng sau hũ bóng là một con xe tranh chấp rất là mạnh trong dòng Speed Bat. Khi các bạn vượt hay bị vượt thì nó sẽ có tỷ lệ phát động skill hồn nitro ở bước tốc độ cho các bạn. Các bạn này trẻ căng quá. Đó, skill lên đấy. Cái skill này nó tác động rất là lâu nha, nên các bạn chỉ cần tranh chấp sơ sơ thôi là nó boost rất là nhiều. Bạn nhớ cái clip của mình review này không? Chỉ cần tranh chấp nhẹ xong rồi cái nó boost một khoảng thời gian dài chúng ta mới tranh chấp tiếp là skill nó boost liên tục luôn, rất là khỏe. Con này có một cái điểm rất là hay nữa là nếu các bạn có thể tấm 1 như này, nếu không có skill nó cũng rất là ngon rồi. Cái phần sức mạnh cơ bản, tốc độ cơ bản của nó là gần như vượt trội nhất trong dòng Speed Bat luôn á. Xe đốt cơ bản nó là 30 mấy luôn các bạn, nên các bạn chạy không skill luôn nó cũng rất là lực. Xe phải nói là khá ngon. Cái này cũng đẹp nữa. Không lấy nitro tăng tốc luôn mà các bạn, nó vẫn chưa lên được. Con vua biển ảo mùa này các bạn không biết là nó có skill tranh chấp hồi nitro á. Vừa khai bị vừa rồi á. Nó đồ lát. Lát cho nitro. Không ai vượt gì hết. Mấy con skill tranh chấp này nó hay kiểu vậy nha. Tự nhiên cái chạy top 1 hay là top dưới gì đó tự nhiên nó bị lỗi là nó phát động rồi. Con này ngạc sạch khu bóng cũng vậy. Nhưng mà đây là cái skill hồi nitro phủ của con này thôi nha. Con này skill chính của nó là cái skill boost tốc á. Khi bạn dùng nitro thì nó sẽ có tỷ lệ boost 6 km. Cái skill này tỷ lệ phát động cũng khá cao, nên con này các bạn chạy top 1 rồi nó rất là lực luôn, chứ không phải là phụ thuộc phải tranh chấp nhiều như xa phủ bóng. Bạn lấy con này các bạn chạy top 1 không cũng được. Con này với ngàn xa phủ bóng thực sự nó có sự tranh chấp là những con xe phải nó đua ranh tuyệt vời vậy. Bởi vì là gặp mấy cái đối phương mạnh và đặc biệt là xe Speed Bat bây giờ nó cũng hơi lép bế với ví dụ như băng phách sắp tê rồi á. Các bạn cầm mới có mấy skill này các bạn sẽ có nhiều nitro, các bạn sẽ lợi thế hơn. Nhiều nitro là một cái gì đó rất là lợi thế khi mà bạn tông lộn rồi, rất dễ mắc nitro. Hồi này các bạn kè đủ con này lấy skin chưa? Chắc ai cũng đủ rồi, 102 cấp quá nhẹ nhàng. Chú tế thân tích này là chùm máy máu và tấn tốc cho nhà Speed Bat. Anh nào hay chạy xe Speed Bat thì bỏ lỡ cái này là uổng luôn á. Chạy máy máu và tấn tốc ba vải luôn. Khi các bạn rời mấy cái bà tấn tốc á thì nó sẽ phát động skill boost tốc và đặc biệt là nó có 18% sức mạnh mini boost nha. Sau đó các bạn đẩy tốc rất là lực luôn. Nhưng mà những cái map nhiều mặt thì skill này nó boost hơi bị ác luôn, boost hoài luôn. Ngoài ra nó còn có skill 5 lần grip nữa, có hồi nitro và boost tốc thêm nữa. Nếu mà hai skill cộng dồn lên là phát động luôn là con này có thể được 10 tốc độ mini boost luôn các bạn ạ. À, đẩy tốc lực nữa, thì bị đẩy tốc lực rồi. Thì vậy thì những cái map và tăng tốc thì nó không nhiều. Này con này nó cái sân chơi của nó là ít. Khi mình vào và tăng tốc thì mình sẽ bắt mấy con kia không lại được đâu. Con này chạy map bạch là nhiều khi mấy con xe kim cương top đầu rồi có thể chạy gần ăn cưa luôn các bạn. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.